Đây có bạn, wow, gì đấy bạn, có gì đấy bạn ơi, ở đây có gì đấy, wow các bạn ơi, gì đấy bạn, gì đấy bạn, wow quả này, bên gì đấy bạn, wow các bạn ơi, ở đây có gì đấy bạn, wow các bạn ơi, gì đấy các bạn, wow cái xe đây các bạn, lỡ nào, bằng xe, oh ghê chưa, wow ghê ghê bạn ơi, wow đó đó ghê chưa bạn, oh ghê, bằng chơi ghê các bạn ơi đó, wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow, các bạn ơi, đây mình thấy có gì nè các bạn ơi. Wow, có một chiếc xe cần cẩu hút cát bự chưa các bạn ơi. Nè, chúng ta phải mở cửa trong này luôn các bạn nè. Xe bánh xích. Ở đây có cái đồ hút cát nè các bạn. Đó, siêu đẹp luôn. Wow, có rất là nhiều xe luôn. Ý đây có gì đấy bạn? Ý đây là Thor nè các bạn ơi, đang cầm theo cái búa nè các bạn. Cái đội trưởng Mỹ nè, đây là Batman nè. Rồi còn đây là siêu nhân nhện nè các bạn ơi. Wow, còn đây là Superman nè. Wow, cái siêu hùng này đẹp quá các bạn ơi. Còn đây là những chiếc xe cẩu hút cát nè, đó xe ủi đá nè, đó xe gấp nè các bạn ơi, xe ủi cát nè, xe ủi cát nè, đó xe cẩu hút cát nào. Wow, những xe hùng này đẹp hả các bạn ha. Rồi còn đây là những chiếc xe nhỏ nè. Ý ở đây có gì đấy các bạn? Wow, các bạn ơi, đây có một chiếc xe công nông nè các bạn. Đó xe công nông màu đỏ nha. Bánh xe màu vàng nè, rất là bự luôn nha. Ở trong này có vô lăng các bạn. Ý ở đây chở theo gì các bạn ơi? Wow, chiếc xe này chở theo con bò nè. Đó mình để lên móc kéo bạn. Wow, siêu đẹp luôn. Rồi bên đây có gì đấy các bạn? Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đấy bạn. Ha, đây là một chiếc xe công nông các bạn ơi. Xe nông chạy ở đây có cái vô lăng các bạn ơi. Này bánh xe siêu bự luôn. Nên đó xe chạy nhanh chứ bạn. Rồi còn đây có gì đấy bạn? Ý cái móc kéo này chở theo gì bạn? À đây là trái bắp các bạn ơi. Rồi đây trái ớt nè các bạn ơi. Rồi còn đây củ khoai lang đây nè. Rồi còn đây bắp cải bạn ơi. Rồi còn đây là củ cà rốt nè. Wow, xe đẹp chứ bạn. Đây là chiếc xe cẩu kép màu vàng đấy bạn. Đó siêu ngầu luôn bạn ơi. Còn thiếu cabin nè. Đây bây giờ lấy cabin bạn. Lắp ráp vô nè bạn. Đó xe có cái còi màu trắng nè, có ống khói màu xám, nhìn siêu đẹp luôn bạn ơi. Rồi tiếp tục qua đây các bạn. Ở đây có gì nè các bạn ơi? Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe gì đây? Wow, một cái xe tên lửa nè các bạn ơi. Đó đây là cái tên lửa nè các bạn. Rồi đây còn hai cái tên lửa nè các bạn. Đó chiếc xe nhìn ngầu chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắn tên lửa cho bạn. 1 2 3. Bắn chéo. Wow, hay chứ bạn ơi. Tiếp tục lấy quả tên lửa các bạn. Bây giờ mình sẽ gài đây các bạn. Đây, gài vô đây nha. Đó, ok. Tiếp tục bắn tên lửa nào. Bắn chéo. Wow, hay quá bạn ơi. Rồi tiếp tục lấy quả tên lửa này gài vô các bạn. Rồi tiếp tục bắn tên lửa nào. Bắn chéo. Wow, các bạn ơi, chiếc xe tên lửa này chơi hay ha các bạn. Rồi tiếp tục lại đây nào các bạn ơi. Wow, ở đây có gì đây các bạn? Ui các bạn ơi, đây có một chiếc xe. À đây xe cần cẩu bạn ơi, xe cảnh sát cứu hỏa nha. 119 nè các bạn. Rồi tiếp tục ở đây có gì các bạn? À đây cái cabin của chiếc xe. À đây là xe chậu bê tông nè các bạn ơi. Rồi tiếp tục bên này, bên này có xe cẩu hút cát bạn. Ừ, ở đây có chiếc xe đây bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe buýt nè. Đó xe buýt cảnh sát 911 các bạn. Ở chỗ này chúng ta leo lên nè. Tài xế sẽ ngồi lái xe ở đây các bạn. Xe bolit nè các bạn thấy chưa? Wow, chỗ này chỗ ghế ngồi nè các bạn. Đó, in. Rồi lấy chiếc xe này các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cabin các bạn, cabin của xe cảnh sát nha. Mình sẽ lắp ráp vô cho xe cẩu hút cát nha bạn. Đó siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục ở đây có gì đấy bạn? Ở đây có một con khủng long nè các bạn. Đó, con khủng long xe ben nè, ủi cát nè bạn. Ha, thêm một con khủng long xe ben nữa bạn. Hai xe khủng long luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì bạn? À đây có cẩu hút cát bạn. Ở đây có xe cẩu hút cát nè bạn. Đó, xe cẩu hút cát có chú tài xế đang ngồi lái xe nè. Sửa chữa lại nha. Đó, một chiếc xe cẩu hút cát siêu đẹp luôn. Rồi bên này có gì nè các bạn? Wow các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè bạn. Xe cảnh sát màu xanh nước biển nha. Chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe. Đó siêu đẹp luôn. Dưới này các bạn chở theo ba chiếc xe nữa. Wow. Wow, xe xíu ngầu luôn bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn. Ở đây có gì đấy bạn? À một chiếc xe cần cẩu bạn. À đây có cái cabin nè. À. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cabin vô nè. Đó xe xíu đẹp luôn bạn ơi. Rồi đi qua đây, qua đây. Qua đây bên đây các bạn ơi. Bên này có chiếc xe màu đỏ các bạn ơi. Đây một chiếc xe đua màu đỏ nè. Hễ lên các bạn. Đó, xe chở xe đua màu đỏ xíu đẹp luôn. Rồi các bạn ơi, đây bên này có gì đấy bạn? Wow, một chiếc xe này xe cứu hộ bạn ơi. Nè, ở đây có cái cabin nữa bạn. Wow, cabin màu vàng hay màu cam các bạn? À cabin màu cam các bạn. Rồi để đây các bạn. Đó, xe xíu đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Ở đây có gì nữa bạn? Wow, các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe mô tô bạn ơi, xe đua mô tô nha. Bánh xe siêu ngầu luôn, phục chúng siêu ngầu luôn các bạn ơi. Nhúng ghê chứ bạn. Nè, ở đây có cái động cơ siêu bự luôn các bạn ơi. Nè, phía sau có động cơ siêu bự luôn. Wow, xe có ống khói siêu đẹp luôn các bạn. Khởi động này nè các bạn. Đó, khởi động lên kêu tít tít luôn các bạn. Khởi động lên luôn nha. Wow, khởi động lên các bạn ơi. Ô, bây giờ mình sẽ thử nha bạn. Nè. Đó, xe nâng lên hạ xuống à, ghê chứ bạn ơi. Xe còn hoạt động các bạn ơi. Wow, hay chưa? Các bạn ơi, kìa. No, chiếc xe chạy ghê bạn ơi. Kìa. Đó, ghê chưa? Wow, ghê bạn ơi. Wow, ghê chứ bạn ơi. Kìa. Đó, ghê chưa bạn? Đó, ghê nha. Wow, đó nó tấn công bạn ơi. Đó, nó chạy tấn công ghê chứ bạn ơi. Kìa, đang ủi lên bạn ơi. Đó. No. Wow. Xe chạy ghê bạn ơi. Kìa. Đó, nó leo ghê chứ bạn ơi. Đó, nó leo rất là ghê luôn bạn. Đó, ghê luôn bạn. Đó, ghê. Rồi các bạn ơi. Wow, chiếc xe nó chạy nó ủi ha, xong bị ngã luôn rồi. Lấy nó ra nha các bạn. Ở đây có gì đấy bạn? Wow, các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe. À, đây là chiếc xe cứu hỏa các bạn. Ở chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè các bạn. Chỗ này lơ xe ngồi nha. Wow, chiếc xe thang cứu hỏa nhìn đẹp các bạn. Rồi các bạn ơi, ở đây có gì đấy bạn? À, đây là cái bệ cẩu hút cát nè. À, ở đây có cần cẩu hút cát bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp sửa chữa vô nè. Wow, một chiếc xe cẩu hút cát siêu đẹp luôn. Chiếc xe cẩu hút cát nữa nè các bạn. Đó, cẩu hút cát nè.
nè. Rồi mình sẽ lắp ráp vô luôn nha. Đó, một chiếc xe cổng cái siêu đẹp luôn. Rồi đây có gì đấy bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây? Wow, chiếc xe rất nhiều bánh xe luôn bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 có 8 bánh xe luôn bạn ơi. À đây là xe chở hàng các bạn, xe chở hàng siêu dài luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục qua đây các bạn ơi. Ơi ở đây có gì đấy bạn? Wow, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Xe container đầu màu cam nè các bạn ơi. Nè có móc kéo màu xanh nước biển nè. Dưới này chở theo một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe, bốn chiếc xe đó, nhìn siêu đẹp luôn các bạn. Chiếc xe này có còi xe được mạ chrome nè, chỗ ngồi được mạ chrome, nhìn siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ cho chiếc xe màu vàng chạy vô nè, thêm một chiếc xe nữa chạy vô xong rồi gài lên các bạn. Rồi cho xe màu đỏ trên này nè, đỏ siêu đẹp luôn các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe gì đây? À đây là xe cảnh sát nè các bạn. Đó xe cảnh sát, còi xe màu đen nha các bạn. Nè cái móc kéo nè, ở đây chở theo một chiếc xe mô tô. Rồi thêm một chiếc xe mô tô màu đen nữa, đó xe siêu đẹp luôn. Rồi ở đây có gì đây các bạn? Bao nguyên hộp súng nhìn siêu ngầu luôn các bạn. Rồi bạn cùng xem nha. Ồ, khẩu súng nhìn dài bự chưa nè các bạn ơi. Đó, siêu đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo lắp khẩu súng này nha. Gỡ cái ống nhắm ra nè các bạn. Đó, đây cái ống nhắm nha. Gỡ để đây các bạn. Rồi ở đây các bạn ơi. Đó, đây là bán súng nè. Gỡ ra luôn các bạn. Rồi tiếp tục ở đây là cái đây là cái tay súng các bạn. Đó, gỡ luôn các bạn ơi. Wow, còn đây là cái ống giảm thanh các bạn. Đó, mình gỡ cái nòng giảm thanh ra luôn các bạn. Ô, khẩu súng này ngắn lại các bạn ơi. Rồi còn đây cái băng đạn các bạn. Đó, gỡ băng đạn ra luôn. Ô, cái chỗ này có thể mở rồi coi được ở trong luôn khẩu súng đó các bạn. Thấy hay chưa? Còn mình bóp cò các bạn. Ô, khẩu súng này còn hoạt động được các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gài đạn vô nè. Đó, đây là những viên đạn của chúng ta nè các bạn, như gần đầy rồi đó các bạn. Rồi đầy đạn các bạn ơi. Đó mình sẽ gắn đây nè. Đó xong rồi. Đó nhấn mày khởi động khẩu súng nha. Bây giờ mình bắn thử nè bạn. Đó mạnh chứ bạn. Rồi bây giờ lấy cái bi bắn nè bạn. Bây giờ bắn thử nè. Đó 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 đó. Wow các bạn ơi, phía trước chúng ta có mục tiêu kìa. Bây giờ mình sẽ nhắm nha. 1 2 3 bằng cháu bằng cháu bằng cháu bằng cháu bằng cháu. Wow các bạn thấy hay chưa, khẩu súng mình rất là mạnh luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lại đây sửa chữa chiếc xe đồ trộn bê tông nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô đây. Đó đây mình đã sửa chữa trong chiếc xe trộn bê tông nè. Ở đây có cầu thang leo lên nè, chúng ta sẽ đổ đất đá cát vô đây nha. Ở đây có anh tài xế nè các bạn ơi. Rồi tiếp tục các bạn ơi, đây có chiếc xe cổng cát các bạn. Đây gắn bánh xe vô, thêm bánh xe đây nữa các bạn. Ok qua chiếc xe cổng cát bự chưa các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow, đây này có rất nhiều bánh xe luôn các bạn. 1 2 bánh xe, 3 bánh xe, 4 bánh xe, 5 bánh xe, 6 bánh xe, 7 bánh xe, 8 bánh xe, 9 bánh xe, 10 bánh xe. Wow, xe này có 10 bánh xe luôn các bạn ơi. Nè cái cần cẩu móc cẩu các bạn. Đó xe cần cẩu nè, ở chỗ này hãy cho tài xế ngồi điều khiển cái cần cẩu bạn. Wow, xe rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đó, xe mạnh chưa? Wow, rồi sửa chữa xe chở rác cho bạn. Đây gắn bánh xe vô, 1 bánh xe. Rồi tiếp tục thêm bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. Nè 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 nè. Rồi các bạn ơi, bên này có chiếc xe chở bê tông các bạn. Đây, 1 bánh xe. Tiếp tục thêm bánh xe đây nữa các bạn. Đây, ok. Nè nè. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Ô các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container nè. Wow, xe container này bị xúc ra các bạn. Ở đây có móc kéo các bạn. Đó, rồi tới đây 1 2 3 4 5 6 7 8. Wow, có 8 chiếc xe luôn. Nè, chiếc xe này hả power quá luôn các bạn ơi. Đầu container siêu nhọn luôn nha. Nè, được mạ chrome nhìn rất đẹp luôn các bạn. Rồi sửa chữa xe thêm ben các bạn ơi. Đây, 1 bánh xe. Tiếp thêm bánh xe nữa các bạn. Đây, ok. Đây, nè 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 nè. Wow, các bạn ơi, chiếc xe ben siêu bự luôn. Rồi đây có hộp gì đó bạn? Cái hộp nhìn siêu ngầu luôn nè. Để bây giờ mình mở coi các bạn. Đây đây đây. Mình lôi chiếc xe này ra các bạn ơi. Wow 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 wow. Ồ các bạn ơi, chiếc xe nhìn ngầu chưa nè các bạn. Nè, có cái đồ điều khiển nữa nè các bạn. Đó, đồ điều khiển màu đỏ nha. Khởi động lên nè các bạn. Đó, sáng đèn các bạn thấy chưa? Rồi còn chiếc xe của chúng ta đó bạn. Wow, xe này có phục nhúng rất là dữ luôn nè các bạn. Đó, ở đây chở theo thùng xăng nè. Ở đây chở theo bánh phụ nè. 1 bánh xe, 2 bánh xe, 3 bánh xe. Rồi bên này nữa, 4 bánh xe, 5 bánh xe, 6 bánh xe nha các bạn. Đó, ở trong này là cái chỗ vô lăng buồng lái các bạn thấy chưa? Đó, xe này êm lắm nha các bạn. Rất là nhiều động cơ luôn à. 1 động cơ, 2 động cơ, 3 động cơ luôn các bạn ơi. Rồi khởi động chỗ này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ điều khiển các bạn kiểm tra coi. Wow, các bạn ơi, đó, xe còn hoạt động ghê chứ bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lật chiếc xe lại các bạn. Wow 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 wow. Chạy ghê chứ bạn ơi. Đó, đó 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 đó. Wow, ghê ghê ghê. Oh, no 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 các bạn ơi. Kìa kìa kìa. Đó, xe nãy lủi ghê các bạn. Đó, nó lủi ghê các bạn ơi. Kìa kìa kìa. Wow, ghê 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 các bạn ơi. Đó, ghê chưa. Wow, xe nãy bạn ghê các bạn ơi. Đó 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 đó. Kìa kìa kìa. Wow, wow, ghê chưa bạn ơi. Đó, wow, nó ủi mấy chiếc xe ghê các bạn. Đó, nó ủi ghê các bạn ơi. Kìa kìa kìa. Đó đó đó, chiếc xe này tức giận các bạn ơi. Wow 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 wow, nó ủi ghê các bạn. Đó, ghê chưa bạn ơi. Kìa 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 kìa. Đó nè, đó ghê chưa bạn ơi. Đó, wow, ghê. Đó đó, nè leo lên hay chưa bạn. Đó, đó nó ủi heo. Đó, leo lên kìa. Đó, nó ủi ghê chưa. Wow 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 wow. Đó, ghê chưa bạn ơi. Wow, ghê bạn. Đó 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 đó. Chiếc xe nó bị mắc lưới luôn các bạn ơi. Đó, nó bị mắc lưới, nó không chạy được nữa các bạn. Rồi lấy chiếc xe này ra các bạn ơi. Đó, chiếc xe bị mắc lưới luôn các bạn ơi. Đó, đó nó bị dính lưới luôn các bạn ơi. Rồi, thôi mình sẽ để chiếc xe này đây nha các bạn. Bây giờ mình về nhà ăn cơm học bài làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.